Xin chào cô bác anh chị các bạn. Trước tiên Sơn cũng xin kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe giàu năng. Hôm nay sẽ làm cái món thịt dê nấu ragu. Dê này mình trộn khứ mùi rồi, trộn khứ mùi là gừng với muối cho nó hết mùi dê. Để có chuẩn bị ít dầu mè, rượu trắng, nước tương, lon sốt cà chua, sa tế với màu dầu điều. Cái này cái sốt để nấu ragu, bột nấu ragu, gừng. Thì ăn kèm thì đây thì có cà rốt với phở tây, hành tây. Rồi mình ốp muối, hạt liêm, ít hành tím tỏi, đường, bột ngọt, rượu trắng, bịch bột nấu lo luôn. Cái này hơn 3 kg thịt mình xài một bịch rồi. Ít nước tương, dầu mè, sa tế một hũ, nồi đậu đều của một hũ, sốt ragu một hũ luôn, cà chua, xài hết lon rồi luôn, cho nó đậm đà. Rồi mình nấu cái số lượng rau củ quả cũng nhiều, ăn bún rồi nấu nước thì khá nước chút, cho mình nấu thường thì cái số lượng đồ ốp này thì nó hơi bị nhiều. Cho gừng vô, hành tím, tỏi, cái món thịt dê này quan trọng mấy khâu khử mùi, tạo mùi thơm luôn. Mình xào cho nó thiệt là xăng, cho nó cái này khâu này cũng là mùi bơm khử mùi luôn. Cái thịt dê nó săn vậy nè, bắt đầu cho vô nồi nước sôi mình đang nấu lò củi ngoài kia. Cái chảo ragu này rất hấp dẫn luôn, dê này mềm thơm, không còn nghe mùi dê nữa. Mấy anh em mình xin kính chào cô bác chị bạn. Xin chào. Xin chào anh Ba, anh Huy. Hai anh em hôm nay thì ăn bún ha, đó là bún mình dê mình nấu ragu. Đây mình có chuẩn bị là 10 tô. Đó. Tô là hiểu chung là mình khăn số lượng là bằng nhau hết rồi. Bây giờ mình hạo sơ vài tô cái có bị ngót không? Chỗ mình hay bị ngót lắm. À, 1.4 kg. Biến động rồi cũng bị ngót hả? Ừ. 1.4 kg. Cũng 1.4 kg luôn. Bóc đại cho nó cũng được. Nấu hết 10 tô rồi cũng mất thời gian đó. Nói chung là tô nào cũng như tôi nói đó. Hai anh em được biết không? Trời. Bây giờ hai anh em mình biết ăn thì nhanh đó. Là cái này nóng nha, chậm chậm lại chút xíu, này là nóng mới chạy ra là nóng, nó nóng á. Hai anh em được 25 phút. Trời ha. Trời. Người thắng cuộc thì được tiền. 2 triệu ha. Thôi thì mình khỏi tính đi. Đấy, chú em. Thua rồi, lấy tô. Hả? Thua rồi, lấy tô. Rồi ok. Bây giờ là cái ngoài trừ xương là bỏ thôi, còn tất cả là dùng hết luôn anh Vinh ba. Thôi. À, sao đại diện hai anh em tổng ngoài cô bác anh chị các bạn dùng bún hai anh em mình. Xin mời. 1, 2, 3. Thank you.
Tao lão thì nóng. Thank you.
Từ từ. Đúng là mỗi bữa mỗi cơ địa khác nhau. Ông mà anh bà ăn 4,5 kg là bình thường. Ông là 4,5 kg. Ăn nhanh quá. Không xuống. Bữa ăn ở ngoài chợ 4,5 kg thẳng thừ luôn, bình thường luôn. 5 kg đôi lúc cũng làm được, hôm nay 4,5 kg hình như là hơi bị dằn, còn có mớ gì đó bị dằn. Anh Nguyên ăn đi. Anh Nguyên bỏ cột luôn thì tính số lượng. Đúng là cơ địa mỗi bữa mỗi khác nhau. Anh ba bị nóc bao à? Hôm nay người yêu khỏe nóc bao à? Nóc bao thôi anh ba. Anh Huy tuy rằng anh Huy còn nhiều hơn nhưng mà anh ba hôm nay bị nóc bao. Lần đầu tiên mới thấy anh ba bị nóc bao. Hình như là không khỏe trong người hay sao? Mình mới đăng lúc cách đây khoảng 3-4 khoảng tuần đi. Mình cũng đang anh Huy ăn với anh ba cũng y về số lượng cũng y về luôn, nhưng mà anh ba ăn rất lẹ, hôm nay cũng số lượng vậy mà bị nóc ao, hôm nay không phải. Ok, phần thưởng của anh Huy. Nóc ao là mình xử thua liền chứ không phải là nóc, tại tức là mình chứa không nổi trong người mình mới nóc ao là phải thua. Mấy anh em mình cũng cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe và nha. Xin chào, hẹn gặp lại, bye.